Ok, ở đây mình có 5 cái ly. Dạ. 5 cái ly em chọn màu gì? Cho em cái màu đỏ đi. Màu đỏ. Tại em thích đấu bò phải không? Lý do tại sao chọn màu đỏ à? Tại vì em fan của Manchester United. Oh wow wow wow. Mình chơi là mình phải thắng thua chứ. Rồi, đổ cái ly qua đây. Bây giờ như vậy. Dạ. À, cái game như thế này là mình ở đây có 5 cái ly. Mình sẽ sắp lên khoảng cách giữa mỗi cái ly là một cái tờ giấy. Xong là đủ 5 cái thẳng như thế này, chồng lên. Dạ. Rồi khi mà xong rồi đó là mình mới kéo cái tờ giấy để cho cái ly nó lọt xuống. Nếu cái ly lọt vô thì mình tiếp tục, còn không lọt ra ngoài là mình phải sắp trở lại. Rồi. Rồi nghe, ai vô hết là thắng, được chưa? Dạ rồi. Hiểu nghe. Rồi. Bắt đầu được chưa? Ok. Bắt đầu nghe quý vị. Rồi, game thứ hai. Rồi, go. Khó quá, không có tiếng Anh yêu. Hình như nó xéo xéo sao á. Dạ đúng rồi, nó xéo xéo đó. Nó sao á. À. Em thấy để lên đã khó rồi, chỉ đừng có nó kéo xuống nữa. Ráng cái nữa, ráng cái nữa. Ráng lên. Rồi nghe, giật nè. Hay vậy? Vậy là phải sắp lại cái dưới này lại, sắp lại cái phần này. Ok. Rồi tiếp tục nè. Oh my. Ủa là mình rớt chỗ nào là mình sắp lại chỗ đó sao? Rớt chỗ nào sắp lại chỗ đó em. Phải không? Không phải. Đang lên. Anh sắp thôi. Đang lên. Trời sao nãy giờ em chưa được cái nào vậy? Đâu có biết. Em nhớ lời khuyên của em. Rồi. Chưa, không có bỏ cuộc. Đúng rồi. Đang. Yeah. Hình như là. Đang lên. Đang lên. Cái rồi nha. Được. Oh my god. Không đơn giản. Gần về đích rồi. That close. Còn 3 phong quý vị. Rồi nha, em thắng nhau Thảo nha. Quay. Cái này đâu nằm ngoài vậy, em phải chắc lại nè, giống như nè. Phải chắc lại từ đầu, tức là được tới đâu em phải chắc lại nè, đúng không? Đúng rồi. Sao cái này ngoài hả? Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi, phải không quý vị? Sao tì không đi phân tay mà. Ok, sẽ trở lại. Trong chương trình tối nay của Thảo sau phần quảng cáo của Đại.